cho thọ chi. Mấy thuở được làm quen đó đây, sông cùng núi chia sẻ đau thương ngọt bùi. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ, ba tháng dài được bao thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trái yên. Xin chào anh em nhé, anh em vừa được nghe qua một cái đoạn chất âm của con âm ly Kenwood KR9940. Đây là một dòng âm ly Z-Saver rất hay anh em ạ. Con này của nó là 300W, sử dụng là 8 con thò sắt, một con nguồn và rất nhiều tụ lọc cao cấp anh em ạ, và tụ nhôm. Mình có clip khui nội thất con này, nếu anh em nào mà chưa xem được cái clip mở nội thất con này thì anh em đánh vào chữ mở nội thất của Hào Như Hải Phòng là sẽ ra. Mình làm review kỹ con này cho anh em xem rồi đấy. Mình sẽ giới thiệu đến anh em là tất cả các chức năng của nó. Con này nó có 6 đồng hồ vu này anh em này, radio của nó bắt lên đài đến 108. Đây là 1 vu, 2 vu, 3 vu, 4 vu. 4 vu này là tượng trưng có 4 kênh anh em nhé, 2 kênh chính và 2 cặp loa lời, đấy là 4 kênh. Và ngoài ra nó có đèn tu linh và single. Đây là bao gương nguồn và đây là tai phone anh em nhé, tai phone của phone và ria. Và đây là cặp A, mình đang chơi ở cặp A, cặp B mình không chơi, nó cũng chơi như cặp A B các âm ly khác bình thường. Thế nhưng mà riêng một cầu này, một cầu A này, nó cho anh em chơi thêm một cặp loa lời nữa, và cặp B cũng thế. Và đây là cái master level. Và đây là cổng tap. Đây là mình chơi qua cổng tap, mình không chơi qua cổng ấy. Mình chơi trực tiếp vào cổng tap thì tất cả các dàn đèn này là mình giữ được. Cái đèn này rất đẹp. Kim tia này rất đẹp này anh em này, và các cái đèn vu này. Đây là mình chơi ở đường cổng tap monitor nhá. Tap 2 mình không chơi. Mình chơi ở cổng tap 1. Và đây là đà mưu tinh của FM. Và đây là lau lớt. Và đây là lau filter. Và đây là 2 filter. Và sang bên này nó cho là anh em 4 cái dàn nút này, là anh em chỉnh bass này, chỉnh treble này. Đây là mình đang chơi ở loa chính thì mình chỉnh bass treble ở loa chính. Đấy, ví dụ thế thôi. Mình chơi ở cặp loa lời thì mình chỉnh bass treble ở loa lời đấy. Và 4 cái nút bên là ở trên này thì nó cũng thế, nó là cái ba lăng. Mình chơi ở loa nào thì mình chỉnh ba lăng của loa đấy. Đây là tổng ba lăng của cả 4 quả loa. Ví dụ mình chơi ở loa phông thì mình chỉnh loa phông, và loa ria thì mình chỉnh loa ria. Ví dụ mình đang chơi ở cặp loa chính thì mình chỉnh cặp loa chính đấy, ba lăng một bên, hai bên, để giữa là cân loa. Và chơi cặp ở cặp loa lời thì mình chỉnh ở loa lời đây đấy, ví dụ như thế. Và trên này là một cái này là volume, và đây là selector chọn nhạc vào. Anh em chơi AM, FM, phone 1, phone 2, AUX. Và đây là cái tu linh là chỉnh sóng đài đấy.
con này rất đẹp anh em, mặt phay nhôm nhá, có hai má gỗ. Anh em về sau quan sát một chút này. Đấy, anh em nhìn tất cả các trận AV của nó cực mới cực đẹp chưa. Đây cái cầu loa mình đang đấu đây. Đây là chơi cặp 1 ở trên, cặp 2 ở dưới là cặp chính. Bên này nó cho thêm chơi thêm cặp loa lời nữa. Cầu A, cầu B cũng thế. Đây là cầu A, cặp loa lời của cầu A. Cặp B ở dưới, cặp loa lời của cầu B. Đấy thế thôi anh em. Điện 120V. Con này là bản xuất Mỹ anh em nhá. Điện 120V anh em ạ. Anh em về để đấu điện chơi điện 110 trở lên. Giá mình đang bán là 16 triệu bao ship cho anh em. Mình tuyển chọn được một con đẹp xuất sắc luôn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Anh em có thể chơi các loại loa luôn, không ngán một loa nào cả. Từ JBL rồi dòng Violer, rồi loa Nhật, Diatone, Yamaha, không ngán một loa nào luôn anh em, vân vân nhiều lắm. Rồi cái dòng mắt võng mắt cáo, anh em mà có đầu cối chơi đầu cối cũng đẹp. Anh em nào siêu tầm con này thì phải nhanh, mình có mỗi con duy nhất thôi. Con này có 16 triệu nhưng mà anh em chơi sưu tầm con này thì mỹ mãn luôn. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé. Xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau.